Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ chơi lách bui. Lách này là không có vũ khí luôn, tức là thê thảm ha. Kiểu như đánh bom tự sát vậy đó. Cái khó là mình phải lựa những kẻ thù yếu và mình lao vô. Sát thương của cái này nó ảnh hưởng đến element nữa. Ai... Rồi chỉ có lấy hồi máu thôi, với rèn thôi. Chứ những cái này mình thấy là không có xài được cái gì rồi. Rồi đi tiếp vậy. Đồ mắc. Không mua được cái gì hết. Rồi có cây ở đây nè, cũng không biết cách nào. À, dù tụi nó lại gần cây ha. Có cái nào mà không trừ máu của mình không? Cái nào cũng chơi trừ hết. Này mình sẽ đi gom lính một lần. Lấy ammo vậy. Lôi si đam ha. 4 speed trừ 6 gen. Tốt, còn hai vết, hai binh. Ôi, lát này mình thấy mua không được cái gì nhiều á, trừ dây số quá vậy, trừ luôn. Bắn rồi Rosette Alien cũng được. Con gắn này là đốt cháy lây kẻ thù gần đó nè. Mình có đốt cháy không? Thôi thì tiếp vậy, không có tiền mua cái gì cả. Hên là có mấy cục bắn của alien gây được mớ sát thương.
quá nhiều sát thương. Trời ơi, lấy kinh nghiệm tiếp vậy, đốt cháy kẻ thù lan ra xung quanh. Ra khỏi gần nóc bách đi. Rồi mình sẽ đi tiếp. Cộng 8 máu rồi nhưng mà bắt đầu màn trừ 50% máu, chơi kỳ vậy. Item right, cộng kinh nghiệm tiếp. Thấy ai là mình đam đen đam lo xì sai. Rồi mình sẽ đi tiếp ha. Thì khó là đi phá trứng nè. Ôi ôi, rít dot. Trừ 15 ren. Máu đa mà mo bit. Thấy vậy. Hít kẻ thù làm chậm của chúng đi. Melee dam, ren dam giảm. Để đi tiếp vậy. Không có đồ gì ngon hết vậy. Trời, đụng một cái là 4 máu à. Quá nhiều máu. Melee dam cộng máu, cái này hợp lý với mình nữa. Cái này là nguyên liệu cũng có khả năng hồi một máu nữa. Nhưng mà trừ một random ha. Rồi đi tiếp vậy.
Cái tèo quá. Không rớt cái đồ hòa máu luôn. Càng ngày càng tối tăm. Mòn mòn mò Melidam. Employ suicide. Đi tiếp thôi. Thì kiếm gương nào. Không có gương. Máu tối đa cộng một máu hồi từ việc tiêu thụ đồ, từ một random cộng máu. Máu tối ba trừ một đam. Cộng sát thương nổ. Thôi đi tiếp, không có cái gì để mua luôn ta. Rồi thôi đánh con này đây. Rồi màn hình tối thui luôn. Máu tối đa. Kẻ thù có 20% phát nổ khi chúng đai. Trừ thu thập cũng hơi nhiều. Ai, mình đi tiếp ha. Thank you.
Máu hồi. Rồi mua được cái này ngon nè. Máu hồi gấp đôi khi máu ít hơn 50% máu. Ai, lại không đủ tiền. Giờ lấy cái âm thu hoạch ha. Nên giờ mình thiếu thốn quá. Chạy trước nào. Tò mò. Mua cái này trước. Nằm máu. Ai, mình sẽ đi tiếp hả? Qua wow, nghèo luôn á. Hả? Cộng element đam cộng máu trừ 5% đam. Cộng mà mo thì đứng yên. Rồi lại boss nữa. Chạy càng xa càng tốt. Quên phải gì. Ai, mình cộng mà mo vô rất nhiều luôn. Cảm thấy đánh sao không xi nhơ tụi nó thôi. Ôi. Tắm máu. Máu regen. Rồi mình sẽ đi tiếp thôi.
Mình có thui rồi đó. Mệt quá. Ủa, mình sẽ đi tiếp không? Còn boss nữa hả? Này lại nghèo nữa rồi. Ai. Tiêu rồi. Hết máu rồi, hồi lâu quá. Nghèo. Nghèo vẫn hoài nghèo. Nghèo quá, chơi nghèo luôn. Cái này mắc cười nhất là nó không cho mình cái trụ bơm máu nào. Đúng là tấu hài thiệt. Rồi tối tăm mặt mũi rồi. Rồi trụ nổi vô chùm ông trời. Trời ơi, xích đại luôn. Trời, giảm giá item giờ làm gì nữa. Nên mua cái trụ không? Hết tiền ha, đây là coi như phòng cuối ha, mình chỉ cần mình trụ đến khi bọn chùm nó đai là được.
Trời sao đi chậm vậy? Chạy suốt 50 mấy giây nha. Chạy marathon suốt 50 mấy giây. Khó tay cái nhiệm vụ luôn, phải sống sót. Khó ha, đối với mình vậy cực kỳ khó luôn á, chứ không phải giỡn đâu. Quái càng ngày tụi nó càng đông ha. Cái này phải cho mình ít trụ bơm máu thì nó đã đỡ chút xíu, không có trụ bơm máu. Đây cố sống sót nhất có thể, cố lên cố lên. Trời không kịp rồi, không được rồi, không được rồi. 4 giây 3 2 1 không win. Trời ơi quá khó. Cuối cùng cũng đi xong được cái lap này. Đây là chỉ số mình đi nha. Sát thương nổ được cộng đến 45% ha. Và cái lap này đi xong thì không được mở quá bất kỳ cái gì ha. Nhưng mà được thì mua giảm kẻ thù ha. Kẻ thù càng giảm thì càng tốt. Nên là mình có một cái giảm kẻ thù ha. Còn sát thương thì mình không có tập trung vô. Chẳng qua là mua mấy cái linh tinh có máu thì nó cộng cái sát thương vô ha. Một phần là phải có ít dot để sao để chống chọi với kéo dài thời gian lâu nhất ở màn cuối ha. Đảm ơn mình thì 25 máu thì như đây ha. Trên 100 với hồi máu liên tục là để sống sót ha. Chứ tụi nó ủi nhiều cũng muốn lên đường luôn. Thôi coi như cái lát này mình chơi xong ha. Cũng cực kỳ khó luôn ha. Lát này không có món vũ khí nào hết. Trời ơi, nổ mà gây có 148 sát thương, tính ra cũng không có bao nhiêu, chủ yếu là trụ được lâu nhất có thể thôi. Hên là có mấy món như cái này nè, lụm để hồi máu nè. Mình lấy được 3 cái nè, 8 x 3 24 nè. 24 còn không có mấy cái trụ này để làm chậm kẻ thù lại, mình có cơ hội sống sót nè. Rồi lấy mấy cái tăng máu hồi nè. Hồi máu nhiều nhất có thể nè. Giảm kẻ thù phải chi nó cho thêm mấy cây nến thì là khỏe rồi. Thôi thì video này mình chơi tới đây thôi. Cảm ơn mọi người đã xem video ha. Chúc mọi người một ngày tốt lành ha. Chào mọi người ha. Đó mở Danger 5 ha. Ồ thật là khó quá đi. Hên là có cái bình máu này nữa. Trời ơi hồi máu đắp gấp đôi nè, khi mà ít hơn 50% máu nè. Đó, nhờ cái bình này cứu mình cũng nhiều lắm, cho một bình là quá mừng rồi.